Nam mô cũng chưa Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư phụ, quý bạn đồng tham. Giờ này là giờ khai thị và giải đáp thắc mắc công phu của cái buổi trưa ngày Thiền thất thứ tư tuần tháng 10 năm 2023. Thì trước khi các vị có những cái câu hỏi trước khi các vị có những cái kinh nghiệm muốn trình bày thì chúng tôi cũng nhắc nhở lại thêm mượn lời của Phật và ứng dụng lên công phu tu tập để chúng ta càng tinh tự tâm để thực hành cho nó đúng với cái tôn chỉ thành thiền. Chúng ta thành thiền cái đơn giản, rất là đơn giản, đó là đề thoại đầu khởi nghi tình. Chư Tổ thường hay dặn nó nghi tình chưa khởi phải làm sao tham để khởi được nghi tình. Thì cái sự trăn trở và cách dụng công tham học đó là chiếu cố thời đầu. Mà có nghi tình mới là chiếu cố, mà muốn có nghi tình phải nương nơi cái thời đầu hỏi, tức là nơi câu hỏi đó, hỏi để khởi nghi tình. Cho nên mình có khi mình hỏi không, mình không có biết cách thức dụng công á, không có tinh tự tâm, rồi mình làm bị cái ý thức nó chi phối, nó dẫn dắt nữa. Mình có khi nhiều năm mình ứng dụng mình sai lầm thì nó quan uổng. Thì cái nghĩa của tham thiền á, Đức Phật cũng có nói trong kinh điển, giống như mượn cái viên thông chương trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật nói cái vấn đề phản văn tự tánh của Quán Âm tu tập. Thì ngài Văn Hòa Thượng cũng nói tham thoại đầu tức là phản văn tự tánh, tức là phải nhập lưu cho đúng á thì mới là phản văn. Trong kinh Kim Cang Đức Phật cũng có nói như nói về cái thấy đó là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phàm tất cả các tướng đều là hư vọng. Nhưng mà nói một câu này ra thì người ta cũng có thể hiểu lầm, bắt đầu chấp cái hư vọng là thật hư vọng, chấp cái giả cho là giả là thật giả thì là vẫn còn chấp á. Thì câu thứ hai là nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Thì không kẹt trên một tướng, tướng có cũng không dính mắc, tướng không không dính mắc, tức là lìa tương đối. Cũng là dẹp cái năng sở, thì đó mới là cái thấy Phật đó. Từ đó chúng ta tham thiền để là đọc cái nghi tình đó, là nó phá cái tương đối nó phá cái chấp ngã năng sở vô minh của chúng ta, cho nên chính nghi tình mới là cái dụng công, chứ không phải ôm câu thoại niệm câu thoại hay là chấp chặt ở đây câu thoại, ở đây âm thanh sắc tướng của câu thoại, ở chỗ thanh thanh tịnh tịnh đó, thì nó đều không phải là tham thiền. Đi ngược lại cái tham thiền, nên cái lời trong kinh đó cũng kế hợp cái chỗ thực hành, cái chỗ dụng công. Mà chúng ta thì á, từ vô thủy cho tới bây giờ còn là chúng ta kiến lập cái ngã trên năng sở, cái sự phân biệt giữa tương đối mà không bao giờ lìa, không bao giờ dám bỏ, dám buông xuống được. Đến sự tu tập, đến sự công phu, mình cũng chấp công phu, trên công phu, cho là có cái tướng công phu, có cái năng sở của sự công phu, có sở đắc, có sở cầu đó. Sở tức là vẫn ôm cái ngã chấp để mà tu, không có biết cái đó là cái gốc vô minh,
là cái nhất niệm vô minh, căn bản vô minh, mà cứ ôm cái vô minh đi tìm cái minh ấy, giống như là ôm cái ngã chấp mà đi tìm cái tự tánh ấy, thì không bao giờ thành tựu được. Thì cái chỗ này Đức Phật nói trong kinh Viên Giác, nếu mà dùng cái kiến văn giác tri để tìm viên giác tánh, hay là để luận viên giác tánh, để học cái viên giác tánh ấy, thì viên giác tánh nó trở thành cái gì? Kiến văn giác tri, tại vì nằm trên kinh năng sở nó sai lầm á. Trong kinh Lăng Nghiêm cũng nói kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, cái kiến tánh á, cái lúc đó đó là kiến không phải là kiến nữa, mà nói kiến không phải là kiến là không còn trụ trên cái năng sở, không dính mắc với năng sở, thì mới là cái kiến của kiến tánh đó. Thì chỗ này cũng được chư tổ á, dạy cho chúng ta, chỉ cho chúng ta phá thẳng luôn cái năng sở nữa, để chúng ta tin nơi tự tâm và tin nên cái công phu á, để mà dùng công để mà tu hành. Thì cái ngày Huyền Giác nói cái bài kệ chữ tri đó, lấy cái tri để mà chứng minh, rồi lấy cái ví dụ cái tay á, cho giống như là cái tri gì đó, ví dụ cái tay cho cái tri, nói là nếu mà lấy cái dục dĩ tri tri tịch á, thử phi vô duyên tri, như thủ chấp như ý, phi vô như ý thủ, tức là nếu mà lấy cái tri tri cái tịch lặng, hay tri cái công phu đi, hay là tri cái nghi tình đi, tịch lặng tại nghi tình cũng là cho là không chấp á, tri ấy. Thì chính cái tri á là cái năng tri, và cái sở tri là cái biết cái phân biệt á, chỗ tịch lặng, chỗ vắng lặng, chỗ thanh tịnh, hay là chỗ huyễn, cho là chỗ huyễn hay là chỗ thật, thì tất cả đều là năng sở. Rồi bắt đầu ở chỗ công phu mình cũng cho là công phu, cái công phu đó cũng là sở, cho nên nó không phải là cái thực sự của cái nghi tình ấy. Nghi tình phải phát khởi được cái chân nghi, chánh nghi mới đi phát khởi được cái chân nghi, còn cái hồ nghi đi tìm cái ý nghĩa, đi tìm cái giải thích đáp án thì không phải là cái chân nghi ấy. Cho nên tri tịch không phải là cái vô duyên tri, cái nghĩa vô duyên tri là cái tri của tự tánh, cái tri không có nhân duyên đối đãi, cái tri không có năng, không có sở. Cho nên giống như tay cầm cây như ý, có năng có sở, cái tay là năng cầm, cái cây như ý là cái sở cầm, không phải là cái hoạt bát vạn năng của tay. Cho nên á, cái sự công phu, sự tu tập là phải buông, buông xuống, buông cái sở. Buông cái sở không, chưa hết. Rồi nhược dĩ tự tri tri, tự cho mình có một cái năng tri á, diệt phi vô duyên tri, đây cũng không phải là cái vô duyên tri của tự tánh. Thủ tự tá quyền, như tay làm nắm tay, mà tay làm nắm tay á thì cũng mất đi cái dụng hoạt bát vạn năng của tay, nó không làm gì khác được, nó bị kẹt trong cái sở rồi, kẹt trong cái năng. Cho nên á là phải quét luôn cái năng sở. Chúng ta tham thiền cái nghi tình thực sự á, cái nghi của cái gọi là chiếu cố thoại đầu á, đến chỗ một niệm chưa sanh khởi, cái nghi đó mới là cái nghi lìa năng sở, thì mình tham thiền để giữ cái nghi đó mới là đúng á. Thì cái bài kệ thứ ba, tay không cầm cái như ý, tay cũng chẳng làm nắm tay, đâu có nói là không có tay, tại vì thường thường mình á trụ trên cái năng sở, nếu mà không có năng sở cho là không biết. Cho nhiều người nói tham thiền không biết làm sao mà sống, tham thiền không biết làm sao mà sinh hoạt, tham thiền không biết sao mà tính toán, làm sao mà lo gia đình, nó tất cả không có chướng ngại gì hết á. Tất cả nó bình thường, tại mình không có tin cái linh tri tự tánh của mình. Giống như là không có tin mình có cái tay làm đủ thứ mọi việc, hoạt bát vạn năng mà. Cho nên á, tay không cầm cái như ý cũng không tự tác quyền, không phải là không có tay, phi thì bất quyền thủ. Thì á, cái tay nó vẫn an nhiên tự tại, dĩ thủ an nhiên cố, bất đồng ư mộc thạch, bất đồng ư thố giác, cái tay nó vẫn an nhiên tự tại, chứ đâu nói là tay không cầm cái như ý là không có tay, tay không có làm nắm tay là không có tay. Nếu mà nói là không có thì là vô lý, nó giống như là sừng thỏ sao mà có lý được. Rồi bài kệ thứ tư là nói cái đó để dẫn vào cái biết, tức là không có tri tịch mà cũng không có tự tri,
không phải là vô tri, tự tánh liễu nhiên cố, nói là cái biết của tự tánh luôn luôn rõ ràng. Ra nói á, sanh cũng biết, tử cũng biết, cho đến giống như chết rồi cũng biết, cái biết nó không có mất. Tại mình nghĩ là chết rồi cái biết nó hết á, thì ra cái biết bộ não à, nó là cái vật chất của cái hệ thần kinh đó, nó chết thì chôn thành đất, thiêu thì thành tro. Nhưng mà cái tự tánh biết nó đâu có chết, nó có mất. Ra phải ngộ cái tự tánh đó thì mình mới làm chủ được cái sinh tử của mình. Ra cái muốn ngộ được tự tánh đó phải lìa cái biết của năng sở thì mới mới ngộ được tự tánh. Thì tự tánh liễu nhiên có bất đồng ư mộc thạch đó, tức là đâu có giống như là gỗ như đá, gỗ đá là vật vô tri vô giác, còn cái tự tánh mình không phải là cái vô tri vô giác, cho nên là thường biết khi chưa biết. Nên cái sử dụng công tham thiền chúng ta mình phải tinh tâm, tinh tâm là tinh như vậy đó, mà đó cũng là trên cái phương tiện, trên cái lời nói, trên cái ví dụ thôi. Mình phải thực sự tin nơi cái thâm tâm của mình, cũng gọi là thâm tín tự tâm á. Mà thâm tín thì tâm mới hành thâm được bát nhã. Bát nhã cũng là cái nghi tình mình đây này, là cái sắc không bất nhị, là cái lìa tương đối, không có khác, không có ngoài á. Mà trong kinh Bát Nhã nó ba đời chư Phật được từ cái cửa này mà vào, tam thế chư Phật khi Bát Nhã ba la mật đa thời đắc a nậu đa la tam biểu tam bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác đều từ nơi cái cửa bất nhị này, cửa Bát Nhã này mà vào. Chúng ta tham thiền là giữ cái nghi tình, chính cái nghi tình đó mới đúng là cái nhân Bát Nhã, chứ mình đừng có hồ nghi trên cái mập mờ của văn tự Bát Nhã, danh từ á, hay là tương tự Bát Nhã, hay nó không phải là cái chánh thống Bát Nhã. Tức là mình cứ chạy trên văn tự, chạy trên lời nói, hay chạy trên cái hình tướng á, thì nó chỉ là văn tự hay là hình tướng thôi. Cái Bát Nhã thực sự là cái nghi tình, cái chánh nghi dẫn lên đến cái chân nghi, cho nên cái tham thiền mục đích là khởi được nghi tình, phát khởi được nghi tình. Thì mình có công phu quá, dần mình sẽ khởi được nghi tình, và phải cho nó rõ, khởi cho nó đúng á, thì mình sẽ khởi được nghi tình. Tại vì đi đúng chắc chắn phải hành đúng, mà hành đúng chắc chắn nó phải đến kết quả đúng thôi. Thì đó là cái tinh tự tâm. Và bây giờ vị nào có những cái thắc mắc gì công phu, hoặc muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình, xin cứ đề ra. Nãy đó là nói lời của Phật, lời của chư tổ để nhắc nhở mình, nó gọn thôi, nhưng mà do mình vẫn không tin á, cho nên Phật phải nói thêm nữa, nói dài ra nữa, mà cuối cùng cũng chỉ để hành thôi, chứ không phải để hiểu, để học, để thuộc, để biết nhiều. Tại học hiểu thuộc biết nhiều á chỉ chướng đạo thôi. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con cũng thưa quý thầy, quý sư cô và tất cả đại chúng. Sáng nay thầy tìm thiền từ bên kia khoảng 8 giờ sáng, thì thầy nhắc nhở con khổ sao không đi đóng cửa, thì hay làm cho con việc mình. Tại vì đó là cái bổn phận của con, thì giao cái trách nhiệm này cho con rồi mà con sơ ý, không có thông báo cho đại chúng biết ấy, làm cho đại chúng phân vân phân vân là khi nào đóng cửa. Là bây giờ con xin nhắc lại là 9 giờ. Cái giờ mà tòa hư nó là 9, từ 9 giờ đến 5 giờ đó là bổn phận của con là được đấy, là khóa cũ. Thì xin đại chúng cứ yên tâm cái phần đó con yên tâm để cùng nhau tham thiền. Thì con xin tham vô cái điều đó thưa thầy. Và cái có cho con xin hỏi thầy để thầy khai thị. Vừa rồi thầy có nói về cái sơ nghi văn trống á, mà đến cái chỗ đền tận thì con ý thức được như thế này. Thường thường tính con á
hầu hết chúng con là thường sống trong cái cảnh mà ồn ào náo nhiệt, nó luôn luôn nhiều lúc nó nghịch với ý mình, hay là nó cùng với mình nó buồn vui, nó tranh biệt ở trên những cái đó. Thì khi mà mình tu giống như nữa, có mình thấy mình tỏa thị như vậy mình, thì thường thường á, nếu như mà có cảm thấy nếu như mà mình dùng công không có đúng á, là mình có phản ứng á, mình vào cái chỗ mình trụ vào mình thích cái chỗ mà thanh tịnh đó, mà không khéo cái chỗ đó nó đưa mình vào cái hôn trầm hay là cái vô trí đó, thì xin thầy khai cái chỗ này để cho con và đại chúng cùng tham và tiến tu. cái bài Lăng Nghiêm Tông Thông của Tăng Phụng Nghi, cái bài kệ nó là Sơ Ưu Văn Trung Nhập Lưu Vong Sở, Sở Nhập Ký Tịnh Động Tịnh Nhị Tướng Động Nhiên Bất Sanh. Khi phải sở nhập á, mất rồi đó, thì tương động tịnh nó không có bị dính mắc á, không có sanh khởi trong tâm mình á, mới thì tiệm tăng. Như vậy á, là công phu đi lên nữa, tiếp tục á. Tinh văn, sở văn, tức là năng văn với sở văn, cái năng nghe với sở nghe, tận. Đến cái tận đó mình cũng còn biết mà, cái giác á, biết, giác biết. Biết cái tận á, thì vẫn còn cái sở, năng sở tiếp tục á, trong cái vi tế đó, năng giác, sở giác vẫn còn á. Thì mới tiếp tục công phu á, đến giác, sở, giác, vong. Cái năng sở nó cũng hết luôn, biết cái năng giác và sở giác. Tại vì cái văn tiếng Hán là giác, sở giác, tức là năng và sở đó. Giác, sở, giác, vong. Đến cái không giác cái đến không giác cực viên, rồi không sở không diệt, không đến cái không, tức là không giác, tức là cái chỗ mà nó đến cực vi tế luôn nữa. Rồi cái không đó nó phải tròn đầy, nhưng mà nó vẫn còn có cái sự tròn đầy, giống như là cái tứ tướng trong kinh Viên Giác Đức Phật nói vậy đó. Đến cái thọ mạng tướng á, nó vẫn còn có sự tròn đầy của cái không, đầy hết tất cả mình, có như là có cái chỗ không bị dao động này nọ đó, nhưng mà vẫn còn cái không, thì vẫn tức là không sở không, tức là cái năng không sở không cũng phải diệt, thì lúc đó sanh diệt, ký diệt, tịch diệt mới hiện tiền. Thì cái bài kệ của Tăng Tụng Nghi nói cái nghĩa đó là cái đi sâu vào trong cái công phu quá, chứ không phải là trên cái năng sở, trên cảnh giới thanh thanh tịnh tịnh, thì trên cái tịch lặng á, mà mình cho là xong việc, cho là đến nơi để là có sở trụ. Trong kinh Lăng Nghiêm nó 50 thứ ma ngũ ấm á, cũng nói là cái chỗ đó, hễ mà còn năng sở và thô á, thì đều là lọt vào cái đường tà. Nếu mà mình không có trụ đó mà vẫn công phu á, thì đó là cảnh giới tốt, không mà lọt vào đường tà. Tất cả cái gì có cái cảm nhận, có cái năng biết sở biết, năng thọ sở thọ, năng tri sở tri, năng giác sở giác gì á, tất cả đều là cái tướng năng sở cả, tới nguồn gốc của vô minh hết, nên mình phải tu tập. Nên nói về công phu á, nếu tu phải tu như thế nào, công phu ra sao, thực sự chỉ đề thoại đầu trở lại, đề thoại đầu để mà khởi cái nghi tình, tại vì đề thoại đầu mới là đi trở về thời đầu á, cái nghi tình mới đưa đến thời đầu. Còn mình hướng ra, tức là hướng ra cái năng sở rồi, tức là hướng ngoại rồi, không phải là hướng thời đầu. Hướng ra năng sở tức là tạo cái ngã chấp, cái vô minh, tại vì nó cũng nguồn gốc mà. Nên á, trở lại đề thời đầu, mà chưa tổ hay nói cầm miếng ngói gõ cửa thời đầu, giống như câu hỏi giống viên ngói á, lấy viên ngói đó mà gõ cửa. Đó, thì gõ nhiều người nói chợ gõ mỏi gõ mệt chán á, tại cái tánh chúng sanh là luôn luôn nằm trên cái năng sở tương đối, cái sở cầu sở đắc sở sợ, cho nên mình lâu mình thấy chán. Là thanh thanh tịnh tịnh mình thấy giống như là chứng đắc á, cho là chứng đắc thì đó, đều là lọt vào vô minh ngã chấp cả. Cho nên tại sao mà chư tổ nói á, 30 năm
cả cuộc đời chứ không có chịu á. Mình thì toàn là muốn mau, muốn lẹ, muốn tuần, 2 tuần, 3 ngày, 6 tháng gì thôi à, chứ không bao giờ mà chấp nhận chịu mà mấy chục năm như vậy. Thế mới mới có mấy mấy tháng rồi thôi, ôi trời, pháp nồi của họ khó quá, thôi chạy bỏ qua cái chỗ khác. Toàn là sở cầu, toàn là sở đắc, cho nên đâu có bao giờ có được cái kết quả tu mà giác ngộ được đâu. Trên Ngài Triệu Châu nói, nếu mà cứ một tâm một hạnh đi đúng đường vậy đó, 30 năm mà không kiến tánh tới đây lấy đầu của Ngài Triệu Châu, Ngài dám cam kết như vậy đó. Tại vì cái tánh mình hay thay đổi, hay sửa, hay chỉnh, hay làm đủ chuyện đó, cho nên nó mới không có được cái kết quả là giác ngộ giải thoát. Rồi học cái này, học cái kia, học cái nọ, bắt đầu đi chấm điểm và đi 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 đo đạc cần đo đong đếm đi chấm điểm rồi, rồi làm sao mà học, làm sao mà tu, đó là những cái vấn đề. Tại vì không có tin cái tổ sư, không tin pháp, cho nên mình cứ đi tìm pháp mà thực ra pháp trước mặt xung quanh mình không nhận ra, cũng giống như không có tin tâm mình vậy đó. Rồi. Cái chỗ mà công phu của mình ấy, do nó cũng chưa có cái thấm thiết nó vẫn bị chướng trên cái tập khí của mình, do tập khí của mình, cái tập khí nặng nhất là cái tứ đại này này, là cái vọng tưởng nặng nhất, là cái kiên cố vọng tưởng tứ đại này này, chứ không gì khác hết á. Nhưng mà nó nhờ cái giới luật của Phật, nhờ cái quy củ của tổ sư á, để mình cọ sát, để mình rèn luyện. Giống như là Ngài La Quả nói, bao nhiêu á, cứng kẻ, cứng đầu, cứng cổ đừng bỏ vô lò để luyện á. Giống như Ngài La Quả khi mà mới vô thiền đường, một ngày bị đánh hơn 400 cái hương bản. Một ngày mà bị đánh hơn 400 cái hương bản, tức là phạm quy củ từ lưa trở trơn ấy. Mà mình giờ mới đánh con cái 2 cái là mặt xuống, mặt mày bặm trợn, nhăn nho nheo, rồi góp ý kiến thôi bỏ thế này thôi như thế kia. Mình thấy mình so với lại các vị tổ cận đại ấy, thiệt mình xấu hổ vô cùng, từ xấu hổ quá trời. Rồi còn ngồi thiền á thì người ta thẳng, còn mình thì cong, rồi người ta tỉnh thì mình cứ không trầm. Trời ơi, phải làm sao khắc phục được mấy cái đó của mình mới được. Đã tự mình khắc phục lấy mình, chứ không có ai giúp cho mình được cả. Giờ hương bản có đánh xuống mà mình không chịu khắc phục cũng không bao giờ thành công được. Mình tự khắc phục. Nhắm mắt nhiều quá, không trầm nhiều quá, mở mắt ra, mở mắt ra khỏi không trầm nữa. Ngồi nghiêng thì phải nhìn để ngồi thẳng lại. Tham thiền, cái tâm nó thẳng, thân nó sẽ thẳng. Tại tâm mình nó cong, nó cong, công phu cũng cong luôn, người cũng cong luôn, cái đầu quẹo. Rồi cô này có câu hỏi. Tự cần cũng có nghe để nào cũng sự cái cần như vậy. Dạ dạ bạch thầy, con chưa nghe thầy thầy nói đến hương bản, con cũng hơi thắc mắc, vì con cũng xin đại diện cho quý quý sư cô ở bên bên tịnh độ của chúng con, thì con cũng là đại diện, tại vì cũng quý vị cũng nói hương bản nó có ý nghĩa gì, và xin xin mời cái vị mà coi như là cầm cái hương bản đi tuần thì gọi là thuật tuần là cái gì, vị gì ạ? Tính thầy xin chi. Cho nên con xin muốn là, tại vì con ngồi thiền mà con nghe đến cái khóc cái tim con cũng khóc luôn, muốn được muốn chi là cái người bị
Cho nên hôm nay đây thì có thầy Đài Loan, cho nên Phò cũng xin thầy giới thiệu sơ qua thế nào là đi hương hay là tọa hương, hương bản, rồi mình tu bao nhiêu năm, ví dụ mới là được coi như là cái gì thủ thủ trong ban chức sở đó, dạ, hay là trong ban tổ chức, dạ, như là Phật thì con muốn muốn thắc mắc lại được, con cũng là người mới vô tu thiền đây, cho nên những cái danh từ đó thật sự là con cũng thắc mắc trong đầu. Và thứ hai nữa là khi mà giống như là trong cái thiền thất á, thì cầm cái hương bản nó như thế nào, mình cầm tay phải, ví dụ mình gác cái cây bản bên tay phải như thế nào, và sau khi mà thiền thất xong rồi á, như những tổ đình lớn như con nghe cao mân, cao mân gì đó, thì sau khi mà cầm cái hương bản nó có khác nhau ở trong cái thiền đường khóa tu như thế nào, để con học hỏi sơ sơ chút trước để nên mai con được đầy đủ nhân viên, thì cô xin phép thầy cho con, thầy nói cho con đi qua đường cao mân để con học hỏi tên dạ gì đồng bào. Khi mà chúng ta thiền tọa mà nghe cái hương bản đánh một cái gốc vào phần trực mình thì như vậy là đúng rồi. Là vì nó thức tỉnh mình để từ trong cái ngủ nó mà tỉnh giấc lại về cả tháng. Tức là tỉnh mục, tức là tỉnh giác về. Vì chúng ta từ khi mà ngồi thiền thì chúng ta rất dễ là bị hôn trầm, từ ra khi mà cái tiếng hương bản nó nhắc nhở cho mình để mình cũng như là tỉnh trở lại, đừng có bị hôn trầm. Và ngay cả không phải nói là hôn trầm mới là cái kia, mà cũng như mình mà không có loạn tưởng nhiều quá thì cũng có thể là sẽ bị ăn hương bản nữa. Nói tóm lại là muốn giúp cho mình từ trong cái hung trầm, từ trong cái vọng tưởng đó, và từ trong cái vô ý đó mà trở lại cái tỉnh giác lại. Người cầm hương bản là một cái đại biểu, một cái tượng trưng. Có bốn cái hương bản là có lão hòa thượng là vị thầy chủ trì đó, rồi có ban chủ, rồi có cái người mà đi ra, và thêm một người nữa gọi là giám hương bốn ngôi vị như vậy. Khi mà chúng ta chỉ định thì cái người mà cầm hương bản đi thì gọi là giám hương. Và khi mà chúng ta đi hương đó mà cầm cái hương bản, nó cũng có một cái dụng ý trong đó. Nói là khi đi hương có nhiều người không biết cái quy củ hoặc lãng phạm cái quy củ, thì cái hương bản đó thì cái hương bản nó sẽ đánh chân da của mình để nhớ. Như thầy Minh Ngọc đã thường nhắc nhở đó, là ngay cái tiếng là lão hòa thượng là lai quả thiền sư đó của một ngày cũng em là cảm thấy trong cái hương bản như vậy. Thì cái hương bản lão hòa thượng dạy nó không phải cái trong giai đoạn chỉ định gọi là do giác hương mà ấn hương. Nhưng mà thầy tạo cho cũng khẩn nhiệt là thầy cũng phải chứ chẳng mừng. Là vì khi lão hòa thượng thiền tọa thì rất là tốt, thành ra không có bị ăn cái hương bản. Thầy chứ thì không có thầm quê chứ, phá được chẳng mừng. Là vì lão hòa thượng không nhớ hoặc là không có nghĩ đến cái cũ nên mới bị ăn hương bản khi mà.
因为他受了戒以后就去出参堂，这个出参。 Bởi vì sau khi lão Phật tử cầu giới đã đi vào trong tiền đường và gọi là bản sơ thân và bắt đầu thân thiền. Và lão Phật tử không có muốn học những quy y cũ, chỉ là một bậc mà muốn dùng cái công phu của mình. Nhưng mà biết là cái quy y cũ là sức tạp để chúng ta phải đi theo đó để được làm loạn cái quy y cũ. Và nếu mà như vậy thì không những ảnh hưởng các mình trong tiền đường mà sẽ ảnh hưởng tới tất cả. 所以说这个从这个光照和法班主师的报名的时候，看到他办规矩就下降了呀。 Đó là vì sao từ cái vị chủ trì cho tới ban cũ cho tới người đi ra hoặc là giám hương đó thì có một an hương bản. 他觉得自己惭愧呀，一天吃几百块钱嘛。 Và chính lão Hòa Thượng cũng là cảm thấy vô cùng là hối phạt là một ngày nó phải nhận được cả mấy trăm cái hương bạc như vậy. Rồi sau đó lão Hòa Thượng thế nào nó bắt đầu học lại cái quy củ. Rồi lão Hòa Thượng nghĩ rằng tôi học đúng cái quy củ rồi để trong tiền đường sẽ không có ảnh hưởng tới tất cả mọi người cũng như nó không ảnh hưởng tới lão hòa thượng gì ông không còn bị đánh. Cho nên cái quy củ ông học nó rất là thuộc lào lào hết về. Rồi trong cái tiền đường nó có những cái quy củ khác như về cái thứ bả về cái khánh cái chung đó thì ông đều học rất là trọn vẹn đầy đủ rồi. Rồi sau này khi ông lên chức chủ trì của cái chùa Cao Hơn bên Trung Quốc đó. Quang Minh Sư 的规矩是当下最严的一个寺庙。 Và rồi cái chùa Cao Phong trở thành là một cái quy củ nghiêm khắc nhất trong các tự viện. Nó nghiêm khắc đến mức độ nào? Và nghiêm khắc tới mức độ như thế nào? Nhị đa miếu, nhị đa phong, nhị sư, nhị đa, tức là khi mà chúng ta vào trong chùa Cao Phong để cũng như là nhận để mà thiền, ngồi thiền ở trong đó thì chủ trong đó. Tuy chỉ mà do tu san nhân thành đó. 三天，三年才拿，我三年，抱歉。那肯定的，反正在那儿，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 在那
那时候高明寺变成为佛门里的军校。 Và rồi như vậy từ đó về sau cái chùa Cao Lông trở thành giống như là một cái trường huấn luyện của các từ viện thiền tự về. Và cũng là có rất nhiều những vị mà kêu bằng sư phụ, tức là xuất gia trong đó cũng chịu không nổi. Nếu mà chịu không nổi thì thế nào thì phải cung lối phải đi rồi. Nhưng mà lão hòa thượng nói quả không cho đi, tức là cứ muốn giữ lại. Rồi hai vị Phật tử sư phụ cho theo chẳng khó khăn lại. Cuối cùng là họ chịu không nổi, họ đã leo tường, trèo tường và trốn rồi. Thì bởi vì sau cái tường này hơi cao, sau cái tường là vì cái tường ở phía sau chùa nó hơi thấp thì họ leo lên cái cây, rồi từ cái cây nhảy qua tường trốn rồi. Rồi cuối cùng thì thế nào, lão hòa thượng đã nhận được rất nhiều những cái giới thiệu, rồi vì tất cả những người đó đã bỏ mà chạy rồi. Dạ con thành cảm ơn gọi hòa thượng. Dạ và cái câu hỏi thứ hai là coi như là con tu vô cái pháp môn này đầu tiên á, giống như là thầy trụ trì đây là dạy cho mình là thứ nhất là phải tin tự tâm, rồi kế tiếp là phải phát khởi cái nghi tình, và thứ ba phá chấp. Như vậy là khi mà con khởi cái nghi tình, thưa thưa
Thưa Hòa Thượng, làm sao mà mình biết được là cái chánh nghi và cái hồ nghi? Như vậy là mình khởi cái nghi đó, mình phải trình pháp với cái vị thầy để mình biết cái hướng đi như thế nào. Và cái vế thứ nhất và cái vế thứ hai là giống như thầy chủ trì đây cũng thường hay dạy là vô sở đắc, vô sở cầu và vô sở sợ, thì tức nghĩa là cái vế thứ nhất và cái vế thứ hai, đến khi nào thì mình mới có cái tâm vô sở đắc, vô sở cầu và vô sở sợ. Dạ, cái đó là cái ý chính cái trong cái câu hỏi của con. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chuyện này đó. Hả? Thầy xin chi nó mời thầy trả lời. À, không, cô hỏi thầy xin chi, tại hôm nay thường hay hỏi. Cô hỏi. Dạ, khi nào cũng được hết á. Tại con nghĩ là con đang thắc mắc cái nghi thế nào. Thật sự ra tham thiền á, ta nói là chú trọng ở chỗ thực hành, mình phải thực hành. Mà thường bắt đầu mình thực hành á, thì nó cứ làm sai miết á, mà sai. Hư Vân có ví dụ tham thiền giống như làm tàu hũ á, đơn giản giống như làm tàu hũ. Tham thiền rất là dễ, chỉ đề thoại đầu đó, tham thôi, giống như làm tàu hũ vậy. Nhưng mình phải có cái tâm thích làm tàu hũ, muốn làm tàu hũ. Mình chưa từng làm, trên mới biết làm á, nó sẽ chưa có đông, chưa có đặc. Nó chưa đặc thì làm hư phải làm lại, phải hỏi chứ, phải có kinh nghiệm á, làm một lần chưa đặc làm hai lần, lần thứ hai thì nó cũng coi như là lần đầu thì nó cũng là sữa thôi, nước là nước rồi ha. Lần thứ hai nó ốc trâu, nó cục. Thì mình phải hỏi nữa, nó tại sao nó vậy, không phải làm nữa, chứ không có nản, không có bỏ. Lần thứ ba, đó là mình là kể như người hậu đậu nhất, dở thiệt dở đó, chứ người ta chỉ một lần là làm được liền à. Thứ ba làm vậy thì nó cũng hơi đặc, nhưng mà đụng nó bể, ví dụ như vậy. Bắt đầu tiếp tục làm nữa, làm lại nữa, lần thứ tư nó đặc rồi, bắt đầu ngon rồi đó. Nó đặc thành tàu hũ rồi, nhưng mà tàu hũ ăn chưa ngon, nó còn sạm sạm á. Thì phải làm nữa, làm khi nào mà nó ngon, làm ngon khi nào mà ai cũng tới mua hết á, ai cũng nghe tổ hủ mình là ta thích rồi. Thì ngài Hư Vân ví dụ á, tham thiền thì không có khó giống như làm tổ hủ. Cái sự tham thiền mình phải có cái tâm thống thiết sinh tử, hay là có cái niềm tin tự tâm của mình á, từ đầu mình mới dụng công. Thì dụng công mình phải luôn thân cận bạn đồng tham, luôn gần thiện tri thức để mình dụng công á, thì sự chia sẻ, sự trao đổi dần mình sẽ thấy được cái công phu của mình. Giống như ý chỉ tham thiền ngài Hư Vân đưa ra đó, rồi sư phụ Di Lặc cũng lấy cái đó để mà làm cái đường lối thực hành tham thiền á, Việt Nam mình á, và bỏ thêm những cái căn bản nào rất là quan trọng để xếp lên hàng đầu. Giống như nó là chánh pháp, Phật luôn luôn phải phá ngã chấp. Nên nó phá ngã chấp, thực sự tham thiền là phá ngã chấp rồi đó. Nhưng mà mình á, cứ chấp ngã mà tham thì nó thành ra không phải tham thiền. Nên nhớ phá ngã chấp mới là tham thiền đúng. Chứ còn tham mà không phá ngã chấp thành tham thiền sai. Cho nên nó phá ngã chấp là chánh. Thiệt ra tham thiền đó là phá ngã chấp rồi. Ở đây mình không có phá ngã chấp, mình cứ tham thiền. Trên cái ngã chấp của mình tham thiền. Cho nên nó sai, nó là phải cái điều thứ nhất ở trong tham thiền á, đường lối thực hành á, nó phải phá ngã chấp. Điều thứ nhì là phải thâm tính tự tâm, tính tâm mình mới tham được, còn không tính tâm mình tham không có được.
Nếu mình tin trên vô minh, tin trên cái ngã chấp, trên trên sự cầu sở đắc thì cho dù tham cả muôn kiếp ngàn đời cũng không có thành công được. Tại vì đó là sai lầm á, không có tinh tâm thì làm sao mà phát hiện được tâm? Cái tin trên cái bên ngoài tâm không à, không tin chính bản tâm mình. Mà tin như thế nào, tin cho đúng như thế nào đó thì mình phải tham học. Cái tin đầy đủ chứ giờ nói cái tin hết liền đâu, đâu bao giờ có cái chuyện đó. Đó vừa tham vừa tin. Rồi trong đó có 10 điều tất cả đó ha. Nhóm Ngài Hư Vân đưa ra những yếu chỉ tham thiền của Ngài Hư Vân đó. Thì hôm đó cũng có nói là không cho lọc vào vô ký này. Cũng là những cái điều quan trọng. Chứ không mình thử đâu vô ký thanh thanh tịnh tịnh cho đó là thiền định. Trớt quốc không được. Đó là ngâm nước chết. Mà chư tổ cũng rất là tối kỵ cái chỗ đó. Nên phải luôn luôn tỉnh táo tham thiền. Luôn luôn thoại đầu không có gián đoạn. Không có gián đoạn, đề thoại đạo không gián đoạn thì nghi tình nó sẽ không có gián đoạn. Với lại nói là phải ngộ tự tánh là chánh. Ngộ tự tánh thì lấy câu của tổ sư đó, hàng lư trục khối sư tử giáo nhân, thì câu thoại đạo cũng là cục xương. Lời nói của Phật, lời nói của tổ, lời nói của thiện tri thức cũng là cục xương. Cứ là cục xương thôi, nghi tình cũng chính bản thân mình đó, nên là cái tự tánh mình đó, để ngộ á. Thì nghi tình để ngộ tự tánh. Cho nên nó phải ngộ tự tánh, chứ phải đuổi theo cục xương, không phải để hiểu cái ý gì, sáng cái lý gì, không phải. Nếu ở đó là lọt vào tương đối, lọt vào ngã chấp, lọt vào vô minh. Ta nói cái nghi cũng vậy nữa. Nếu mà cái nghi á, không có ngã chấp, tự nhiên thành chánh nghi à. Rồi ôm cái nghi trên cái ngã chấp, trên cái sở cầu, sở đắc, trên năng và sở thịnh hồ nghi thôi, giống gì khác hết á. Thì ra 10 cái điều đó đều hỗ trợ lẫn nhau, nó san sát dính liền với nhau. Cho nên chỉ đó, chư tổ hay nói tin 10 phần, tôi nghĩa là tin đúng, tin tự tâm mình, tin 10 phần thì nghi nó 10 phần, nghi 10 phần ngộ 10 phần, ngay cái niềm tin đó là ngộ rồi, chứ không gì khác đó. Tại vì sở dĩ mình chưa có đủ niềm tin, cái niệm thấm thiết mình chưa đủ để mạnh đó, cho nên không thể ngộ được thôi. Thì mấy cái điều kiện xung quanh đó là để luôn luôn nhắc nhở mình. Những cái điều kiện trong đường lối, trong yếu chỉ tham thiền đó, đường lối thực hành tham thiền đó, là luôn luôn để mà khắc chế những cái sai lầm của mình, để mình sửa và mình thực hành cho nó đúng. Đó, cái hộ nghi chánh nghi, thấy không? Nếu mà cứ đi đem tâm đi phân biệt nghi xung quanh, nghi cái này, nghi cái nọ, trở thành cái hộ nghi. Giống như là khoa học gia này, nhà triết học này, vẫn nghi, vẫn đi tìm hiểu mà, vẫn còn nghi cái gì? Nghi cái vũ trụ này, con người này, bắt đầu từ cái gì? Bắt đầu từ cái nào? Chỗ nào? Cho nên mới thành lập tôn giáo này, thành lập cái khoa học nọ, giống như là hệ mặt trời. Nhưng mà cũng là cái giả thuyết thôi. Tiến hóa luận từ con khỉ thành cũng là giả thuyết thôi. Bất kỳ một cái tôn giáo nào cũng giả thuyết thôi. Hỏi Đức Phật từ vô thủy cũng là lý thuyết, mà vô thủy ấy, thì tin ấy, mà vô thủy là không có đầu, không có, từ không có đầu cho tới bây giờ nó vô lý không? Có chuyện nào mà nói chuyện không mà nói có không? Tại không có mà nói có là nói láo, là nói bậy, nhưng mà mình tin như vậy. Vô thủy là không có bắt đầu, không có đầu là từ chỗ zero mà nói thành có, thấy không? Vô thủy cho đến nay mà từ vô thủy, tại tất cả đều là nằm trên cái tương đối, đều với một điểm sai lầm mới thành cái thế giới sai lầm. Đức Phật không có nói là từ cái chỗ nào bắt đầu á, không có bắt đầu á, mà không có bắt đầu là cái nghĩa vô sanh. Vô sanh tức là không có sanh khởi. Do trong kinh Pháp Hoa Phật nói chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng. Chư pháp xưa nay nó ở tịch diệt là niết bàn đó, luôn luôn ở trong niết bàn, trạng thái niết bàn. Nhưng mà mình thì sanh, thấy sanh diệt, mình thì thấy thay đổi. Tại do mắc bệnh của mình thấy, chứ Đức Phật nói không có sinh diệt thay đổi. Cho nên đây tự tánh là người tự tánh vốn tự thanh tịnh đó, vốn chẳng lay động. Đó đều rõ ràng, nhưng mà mình thì thấy lay động, mình thấy sinh diệt. Thì Đức Phật nói để mình tin, tin để mình tu, tu để ngộ được tự tánh của mình. Thì đó là phải tu sao mà thấy. Giống như trong Bát Nhã Tâm Kinh nói như là không sanh, tức là không có vô minh, không có hết vô minh, không có già chết, không có hết già chết.
nhưng mình vẫn thấy vô minh, thấy hết vô minh, thấy già chết, thấy để hết già chết, tu để hết già chết. Để phải làm sao tu để mà chứng minh cái lời của Phật nói đó, đó là cái quan trọng, đó là cái đưa cái đáp án, đưa cái đáp số đó, giờ mình tu để chứng minh cái đáp số đi, thì mình ngộ được tự tánh. Hiểu chưa? Rồi. Giờ có ai có thắc mắc gì nữa? À, cái bài kệ truyền pháp của sư phụ á hả? À, duy lực nhật như, cái pháp danh duy lực, cái hiệu là nhật như, nó đó là duy, là duy thử, duy thử gì, duy thủ, duy thủ duy thủ thử tâm vô biệt ý. À, rồi lực tác lực trì bất tự tri, lực tác lực hành hay lực gì đó, lực tác lực hành bất tự tri, lực trì lực hành gì đó, lực tác lực hành bất tự tri. À, nhật nhật dụng công phi tiến bộ. Rồi như thị niên nguyệt, tức là năm tháng, như thị niên nguyệt, như thị thời. Thì bài kệ đó cũng nói cái chỗ được thầy truyền pháp á, mà truyền pháp thường thường có bài kệ, bài kệ nói về cũng lý tuyệt đối, nói về cái dụng á, làm sao công phu á để thành tựu đó, thì lấy cái pháp danh đặt ra thôi. Thì nó là giống như là bây giờ mình nắm cái tâm này chứ không có bị kẹt trên cái ý á, mà không có, nó tức là nó nằm bên chỗ á, bất nhị, nằm bên chỗ á, không có nằm trong tương đối. Thì cái tâm này nó nói về cái tâm Phật đó, nói là cái vô trụ á. Rồi lực tác lực trì á, tức là cũng không có năng biết sở biết nữa, năng làm sở làm nữa, bất tự tri, đúng không? Rồi á, ban ngày cái sự dụng công ban ngày á, hàng ngày á, nhật nhật dụng công, sự tiến bộ lại sự thụt lui cũng không có nữa, tức là nó luôn luôn là thường hằng rồi. Thì cái niên nguyệt cái như thị á, như thị là như vậy đó. Như thị năm tháng cũng giống như hiện tại như năm tháng, ra quá khứ, hiện tại, tương lai, không có dính mắc nữa, không mắc kẹt nữa. Thì ý nói giống như trong lời của Phật nói trong Kinh Kim Cang, quá khứ, hiện tại, tương lai, bất khả đắc vậy đó. Như thị niên nguyệt, như thị thời, thời này cũng là, chứ không có hiện tại, không có an trú trong hiện tại nữa. Cái hiện tại này tức là hiện tại của quá khứ, tương lai luôn á. Còn các cái pháp khác thì nó thích hiện tại vậy lắm. Nó khác. Bài kệ này hả? Bài kệ này thì không biết, không biết rõ, không dám nói. Anh nói bậy không. Cái bài kệ này á, theo như là cái sự truyền thừa đó, truyền thừa thì đưa bài kệ được lên. Hình như cái này thì nghe sư phụ nói, sư phụ tự viết rồi kệ trình. Là từ từ thầy mà truyền kệ á, thầy cho bài kệ, tức là thầy của hòa thượng á, tức là sư ông á, kêu bằng sư ông trên á, truyền xuống gây kệ truyền pháp. Thì cái này mình không có dám bàn. Không biết sao bàn. Đại Đức Phật thì dạ, Đại Đức Phật bây giờ nói đến truyền thừa thì con cũng rất là kính ngưỡng một bộ thật sự mà nói, con ở xứ Mỹ này con chưa thấy các chùa nào mà tu rốt ráo như chùa được. Thì con cũng hôm nay là con cũng kính là đảnh lễ ơn đức của thầy chủ trì, và thứ hai nữa là thầy đã có online báo Phật ơn đức. Thì tại đây thì tại từ đường này
đã có hai vị xuất gia nam. Thật sự mà nói con cũng chưa có biết tên của các chú là gì hết. Cho nên thì hôm nay là con rất là vui mừng tại vì cái pháp môn này đã được truyền thừa. Dạ. Tại vì con biết cả thứ hai là hiện tại đây ở On Cote này con chỉ biết là chùa Từ Ân và chùa Duy Pháp là hai vị là đệ tử của Cố Hòa Thượng. Cho nên thì vừa rồi mà giỗ tháng 6 là giỗ của Hòa Thượng đó, Từ Ân đó, mà con không thấy thầy ở bên chùa thì qua để dựng. Và thứ hai nữa là con xin quý hai thầy có thể mà khi mà mở ra pháp hội thì có trùng với nhau. Kỳ vừa rồi trùng tại vì thầy bên kia mở thứ bảy chủ nhật và thứ hai, cho nên con cái hôm mà chủ nhật con cố gắng con bớt đi để con đến thì con đi là con dự cái gọi là thai lễ thì cách hai tuần đó thì con thứ nhất đó là con rất là vui mừng coi như là thầy có coi như là tiếp dẫn hậu lai báo phận ân đức và sau đó con xin thầy cũng giới thiệu cho hai vị mà xuất gia là pháp danh tên gì và nay mai 2 năm nữa thì các vị sẽ được thọ tỳ kheo thì coi như là con cũng xin phép thầy bây giờ thì đây con cũng xin xin với thầy là từ đây con sẽ gọi thầy để nó có cái sự phân biệt là coi như là sư ông con cái này mà may mai mà hai vị thầy kia họ đi theo cũng gọi là thầy cho nên quý vị cứ hỏi con của bây giờ coi như là thầy trụ trì cũng kêu là thầy mà trong khi cái chú kia nhiều khi mà quý cô tới hỏi là cũng là kêu thầy nó và cái này mình không biết mình chưa có biết tên pháp danh của hai thầy thầy mới tu là gì cho nên ngày hôm nay thứ nhất là con rất là coi như rất là trung tâm con rất là vui vẻ và hoan hỷ thầy thì từ đây thầy coi như là có người tiếp nối rồi dạ đúng không dạ A Di Đà Phật thấy cô hoan hỷ quá cũng vui theo để sẵn lời giới thiệu thiệt ra thầy Sa Di cũng là thầy mà xuất gia là thầy tu sĩ thì kêu thầy chung hết được hết thì phân biệt thì kêu thầy trụ trì thầy trẻ hay thầy trẻ thầy mới còn không có là thầy ngắn thầy dài cũng được thầy ngắn ngắn thầy đúng rồi thầy pháp từ thầy dài thầy chứ còn ở bên ngoài Bắc của phía con đó nha là coi như các vị mà đã thọ tỳ kheo rồi gọi là sư cô sư cô còn con mà không con đi ra ngoài Bắc đó là dù bên tăng hay là bên nữ gọi là sư thầy không à sư nữ là sư thầy yeah. Còn xuất gia Sa Di là sư bác tỳ kheo là sư ông, tỳ kheo là sư ông hết á, chứ phải sư cụ là hòa thượng rồi. Do mô Phật sư ông tức là thầy tỳ kheo á, còn Sa Di là sư bác, cũng là sư cũng là thầy đó. Thầy Sa Di kêu sư bác, thì bác còn người nữ kêu là sư thầy, chứ thầy là người nữ. Nói chung thì thầy dài dài đó là phát triển thầy ngắn ngắn này pháp từ nó gì nó cao nó lùn nó xấu quá cái kiểu là thầy cao cao là pháp thiện còn đây là thầy mới xuất gia cái nhớ từ thiện và hai âm ông nhưng mà thầy kia là tên thiện trước là từ sau thiện còn vị thầy nữa là thiện từ kêu hai cái là thành ra là thiện từ thầy hiểu không qua các vị cứ hỏi con biết con hay con biết tên nhưng mà con nói là thầy tên bác sĩ không à dạ cũng sẽ tất cả những phần công kính bậc thầy trên đầu tiên vị ni sư
Con nghe những cái câu hỏi cũng như mấy ngày nay con tham gia nói thì thấy hầu như là tất cả những câu hỏi đưa ra thì là nếu mình nói cái câu nội bộ như mấy sư bác để nghe trong chùa để hỏi coi. Thành ra con có một cái cảm nghĩ là lần này mình đã có 15, 16 vị tu túc. Coi như là một cái duyên rất là lớn. Thành ra con nghĩ con có thể mạng phép, con có thể sống hối với thầy là con nghĩ chính thầy đã sống thời gian riêng biệt cho các sĩ sư, liên sư cũng như quý thầy mà không có chúng ở ngoài. Tại thầy nhìn lại chỉ có tụi con leo que và con mẹ. Nó uổng phí cái thời giờ quá. Thành ra thầy bây giờ ít nhất một tiếng, hai tiếng để mà chỉ có dư vị ly sư mà tăng chứng để mà ngồi xuống. Rồi nếu mà có sư sư chi thì cần thì nhờ đi vô mà viên viên diệu đó để mà chuyển ngữ để đừng có lộn sự gì nữa tăng và người tại gia đó. Như vậy con nghĩ là họ sẽ thoải mái cũng như là sẽ hỏi thỉnh pháp này kia dễ hơn. Ông cái tham thiền đây thì không phân biệt tư cách đó. Trong cái yếu chỉ tham thiền của Hòa Thượng Hư Văn cũng vậy mà. Đường lối thực hành tham thiền không phân biệt tư cách, ai cũng có thể tham thiền được hết. Nếu mà phân biệt tục gia, xuất gia, giống như là lục tổ á, nói là người có nam có bắc chứ Phật tánh đâu có nam bắc, nghe không? Mà mình như là Phật tánh cũng đâu có phân biệt tại gia, xuất gia. Tánh cũng phân biệt là tăng hay là ni, ai cũng có thể kiến tánh thành Phật được. Cho nên cái thỉnh pháp để mà tham thiền á thì bình đẳng. Khi mà thỉnh về giới, thỉnh về về giới luật á thì nó có cái bổn phận và trách nhiệm. Giống như gia đình á cũng là trong gia đình mỗi người có cái trách nhiệm riêng. Chồng có trách nhiệm chồng, bổn phận chồng, vợ có trách nhiệm vợ, bổn phận vợ. Khi sinh hoạt trong gia đình thì có vợ chồng. Còn khi ra là xã hội á, mỗi người đều là một coi như là con người. Đứa nít cũng là con người mà cũng có nhân quyền hết à, bằng bình đẳng, nhân quyền là bình đẳng. Dạ, cũng thật thầy, con nghĩ như thế này tại vì lúc trước mình tham gia thiền thất thì có sư cô từ bên Việt Nam qua thì vị sư cô nó cũng rất là ngại, rất là yên lặng. Sau thời gian tu học thì bắt đầu rất là cởi mở và câu hỏi học pháp, thỉnh pháp vân vân. Và tới lần này cũng là như vậy, thì nên con nghĩ không phải là các vị sư cô không muốn hỏi mà có cái hành ngại. Thành ra nếu mà thầy thiết lập riêng một cái khoảng thời gian cũng như là ngày xưa chư tổ cũng vậy, họ sắp đặt cho quý tăng ni để mà ngồi chung lại để mà bàn thảo cũng như là dạy dỗ, thành ra con nghĩ như vậy nó lớn hơn. Nó có cái xếp đặt tổ chức á. Về cái cách tổ chức á, thì nó có thứ lớp mà, cho nên nó có thiền chủ, có phó thiền chủ, nó có ban thủ, có duy na, có giám hương, có tuần hương. Cái đó thì ở trong nội bộ chư tăng chứ Phật tử thì ra họ không cần biết cái đó làm gì á, thì nó có chứ, nó phải có cái bộ phận trách nhiệm thành ra phần nào á thông báo phần đó. Còn cái phần mà học pháp tu tập trung á thì không có phân biệt, mà cái chánh của mình á là để học pháp và tu tập trung là cái chánh. Vì là Phật, con cũng xin có một phút thôi, con cũng đại diện tại vì quý sư cô đây là từ bên Tịnh Độ, cho nên qua cái vấn đề mà gọi là tham thiền tổ sư thiền, mấy cô chưa có biết cái gì hết cho nên đâu có biết đâu mà hỏi. Dạ, giống như con thì trước là cái khóa tu của đầu năm là tháng giêng hay tháng nào, coi như là chỉ có một mình con là người ngoài thôi. Quý sư cô này chưa có tội nghiệp thầy từ lúc đó chưa có cái máy này. Con thì cứ thắc mắc, con cứ hỏi hoài về bắt đầu thiền như thế nào, thầy cũng dạy cho con, coi như là review lại cho con từ lúc Phật Thích Ca thì cho ngày ca diếp, xong rồi đến sáu vị tổ ở Trung Hoa, thì đó là con như là con được review lại. Bây giờ quý sư này nói về tổ sư thiền, quý sư coi như là tu chưa tới cho nên không có biết đâu mà hỏi, cũng giống như con vậy đó. Dạ, như là Phật, cái này con đại diện cho quý sư của con, như là Phật.
Có nói rồi, mấy bữa đầu có nói rồi, giờ có nói rồi á chứ. Để trong 2 tuần thì thế nào á cũng từ từ, chứ giống như con, giống như mới sinh á, ăn chưa có tiêu hóa được chất bơ sữa mà tống tống vô cái thì bây giờ từ từ mà từ từ đã quen á, khi mà hiểu á rồi bắt đầu ứng dụng á, bắt đầu mới hỏi thoải mái. Chứ không sao. Bây giờ sẽ dựng cơm.